Quay được không? Nó không thấy con. Năm nay chết là do mưa hay sao cô? Mưa, thời tiết mưa miết này nó không thấy cho trái cho nó chích cây nó chích chỉ quái cho nè. À. Giờ đây mà tôi giờ già tổ rồi nó cũng bán trái cho nè không thấy. Mấy bữa nay mưa nhiều rồi đúng không? Hôm nay nó mưa không có cái anh mặt trời bữa nào đây nè, bữa nào đúng rồi, bữa nào mới có được cái xin đó. Mặt trời bữa nào đó. Dạ. Anh lên cái cây này, cây nó thấy nó chích rụt cái chỉ quái nó không có đủ. Dạ. Bữa nay này lên chỗ dài rồi mà cũng vẫn còn trái cho. Cái này là cô ấy để bắn ông táo á hả? Bắn ông táo. Nó không thấy từ giờ kể lượm được đồng mà được á chứ giờ. Dạ. Giờ có để mà tết giờ cám đâu mà không lượm. Thấy hết hả? Thấy hết. Có trồng mấy ngọn cây băm kia mà nó cũng tiêu hết luôn, nó không còn có cây nào mình. Cây bông là bên này hả cô? Đó, trái đường mưa mét, nhát xuống là bét đậu mưa, trái thúi hết chưa? Dạ. Nghe nói tình hình Lê Ân năm nay có khăn không cô? Sao đó, Lê Ân đó, vậy đó. Từ trên chế giới là cũng vậy đó, trái chảy rồi nó còn vậy thôi chứ nó còn không có tết nữa. Nó đi ra ngoài hết trơn, ghép qua xong cái đấy hết trơn. Không mà năm nay lúc đầu thời tiết thuận ghê đó nha. Tôi chín tuần mừng thì lại ném. Ném gì mà cái xuống có tư nét. Dạ. Rồi bắt đầu qua tháng 11 là không cho sáng thôi chứ không có một chút mặt trời. Dạ. Có cây tối rồi đó mà nó chỉ trên nổi. Không, lúc đầu công nhận thời tiết thuận ghê gớm luôn. Cũng là chắc lẽ bông năm nay là trước hết. Ai về đâu đúng không? Mình thì sao tính không bị trời tính. Dạ. Cái này là cúc ken hay là cúc Indo cô? Cúc ken. Đây là ken nó ra cảnh. Lồn cho nó xanh vừa rồi có biết không? Mà trồng cái này có đất cái này. Dạ. Trồng cái nấu rất không qua phân đen đó. Biết bông như bông ở đằng này. Cái kẻ nó lồn cho gần đừng kế năm na, đừng kế lấy lên xuống rồi luôn. Người ta thấy lồn sáng là hậu quả chết. Dạ. Mà đây chưa kịp ái là trời không lái hết luôn, khó sáo khó xanh gì hết. Cái này là mình trồng phân chuồng quay chung với đất đúng không cô? Rồi phân quay lắm, ổn tương mái phân trời là hơi cho ít đâu. Dạ. Lồn phân thiệt là quay chứ đâu có giống lồn phân ít trong mùa cũng đâu có lồn được. Dạ. Mà giờ đây là chứ. Ồ, bé nó lựa cúc vậy hả? Cũng ra qua con quay ở đây chút. À lựa. Dạ. Dạ. Lại đây xem người ta họ lựa bông. Cái này là mình lựa ra mình bó hả chị? À. Chị chắc lớn tuổi hơn em hả? Em là ba mấy. À, ba mấy hả? Ba mấy là nhỏ hơn rồi đó. Dạ, nhỏ hơn mà. Để ra đồng ăn mẹ. Cái này là cô ấy lên rồi em mới dạ lựa em xả ra lựa bông nhỏ thì để bó nám. Ví dụ bông này tệ quá gãy bỏ dạ mấy cái đó bỏ còn rồi chút chút thì bó ra mình bó nám ở bình đó. À cũng khó ăn quá hả? Dạ. Đâu phải dễ. Bây giờ xu hướng bây giờ là
quay trở về làm năm đó cô. À, có nghĩa là xong là làm liền chứ không là nó héo đúng không? Cái này mình trữ được mấy ngày? Cái này mình trữ được mấy ngày? Hai ba ngày hả? Như cái này già nhổ là tối nay lên chợ bán rồi. Ủa vậy hả? Nhổ nữa ấy là thường thường là chợ hồi bán hơi buổi. Ngày rằm một vậy là không bán hơi buổi đó. Sắp tới ông Táo này để dành bán ông Táo. Thì bữa nay là nhổ là bán đưa ông Táo nè, bán hơi bữa chả hầm mốc hầm hơi. Thì bây giờ mình tới mình lên chợ đưa mối thì mình bán sỉ rồi là họ mua bữa tối á. Trên chợ mối á hả? Ừ, chợ nông sản thực phẩm á. Ủa cho anh hỏi thử là bây giờ một chục đây là mình bỏ giá nhiêu? Chục đây hả? Ừ, bỏ chợ sỉ á. Bác sĩ nãy bán 15 đồng á. Mà chợ ngàn rưỡi cây bông vậy mấy. 1.500 một cây bông hả? Trời, rải dữ chứ nè. Bông cúc đen nó rải hơn cúc đèn. Nếu mà cúc đèn thì bao nhiêu? Cúc đèn á hả? Cúc đèn vừa rồi hồi bón cũng 40, 45 là bông xinh đó. Trời, dữ chứ nè. Tao lại bón 35 đủ chứ. Quay cái bông rồi. Lấy cúc đồ rồi đó. Như vậy là tính ra 1.500 một cây. 1.500 một cây. Là mình bán mối mối sỉ lớn. Rồi sỉ đó họ muốn bán cho mấy người bán lẻ nữa đúng không? Sỉ đó mua về họ bán lẻ lại rồi họ bỏ sỉ lại nữa. Bỏ bỏ sỉ lại nữa. Ví dụ họ bỏ sỉ lại thì chừng 10 ngàn hơi chừng ngàn bó. Một bó là bao nhiêu cây? Bó là bông đây thì bó 100 cây, còn bông đèn thì bó 50 cây. Bó 100 cây. Bó 50 mấy. Cái này là cúc đèn chứ nếu mà cúc Indo là nó mắc hơn đúng không? Indo hả? Indo thì nó to cây hơn thì nó mái hơn. Indo thường thường ví dụ như bón 3 đồng tùy theo cái hồi rải hơi đồng cũng có. Như năm ngoái thì Indo họ bón tới 40, 45. Dữ vậy đó hả? Còn cúc đèn đây họ bón cũng 30 rồi, 25, 30 đồng. Trời. Nếu mà người họ làm năm ngoái dịch nên họ ít làm là thứ nhất, thứ hai nữa nó cũng có độ hư của nó nữa. Năm ngoái họ sợ dịch, họ sợ dịch từ đó họ không dám làm. Cái lượng làm nó ít nên nó có giá. Năm nay họ làm nhiều mà nó có hư nhiều nữa. Sợ năm nay băm năm nay cũng có giá. Năm nay cũng có giá đúng không? Năm nay hư nhiều mà. Hư mà không có tỉa. Năm nay vừa hư vừa tỉa hả? Rồi mình làm vậy là Tết mình có lên chợ mình ngồi mình bán lẻ không? Nhà bán sỉ mà. Nhà bán sỉ mới hả? Trồng bông dây nha, là trồng đốm kia đốm ở dưới kia. Dân lên tới 3 sào lần mà. Bông dân là 3 sào à? Bây giờ có giá bông dân chưa? Chưa, bây giờ bông dân chưa có giá. Tại đã đâu có cá đâu mà có giá. Ví dụ như nó cá tuổi sớm họ bón tuổi đó là ví dụ như nó có giá. Như mấy năm kia là già này cũng có giá rồi đó. Ví dụ như nó tuổi trước về tam hay về chục cái đó là xuống chả họ bón. 25, 30 ngọn chục. Nó nhiều nữa thì bón hơi chục, 15 ngọn chục đủ giá. Còn cái đây đâu có, bữa hôm có là hoài mấy cây mà họ bón 30 ngàn. 30 ngàn một chục đó hả? Chưa được một chục á. 6-7 cây bông rồi đó. Nếu mà giá bông dên đó thì tầm khoảng hai mấy là có? Bông dên hả? Giá bông dên thường bốn nôm là nẻ nó vô nó đáng thì cả 25. 25 phải không? Rồi 25 thôi giá thử. Năm nay nó trễ hay sao nó không trễ. Năm nay trễ dữ không? Trễ dữ, như dài là trễ nè. Nó kịp không? Không bao nhiêu. Thế mấy bữa trước ở chỗ đây cúc đẹp mà đúng không? Ở bên này chỗ hết ổn hay? Vậy là đi bó chỗ kia hả?
Chào ông cụ. Dạ. Một bó vậy là 100 cây đúng không? Bó 100 cây. Trời nhìn đẹp dữ trời. Tua mấy lần luôn á, đẹp. Trời nhìn ở trên nhìn xuống này. Đây là ruộng nha, ruộng hoa.